cháu không còn mặt mũi nào gặp lại người xưa nữa. Trước cảnh tình đau thương của cháu, bất nỡ nào giết chết một đời quá. Và cũng không thể tiếp tay với Bảo Quyền gãy kim cánh phong ba. Dù có đứt đầu, bác đây cam chịu. Bác ơi, sao cháu? Sao? Độc dược, độc dược. Cháu, cháu theo bác ra khỏi chỗ này. Đi bác tìm phương giải độc cho cháu. Đi cháu, đi cháu. Trời ơi, sao bỗng nhiên bụng tôi quặn thắt, ruột gan tôi như đất tình cảm. Bác ơi, bác ơi, bác đâu rồi? Chợt bác tôi bỗng nhiên tôi sầm nhớ cánh. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, con chết mất. Giang Hương, Giang, con chết Giang. Giang Hương, Giang, cha ơi, đừng giết quan người vô tội. Giang Hương, Giang Hương, Giang Hương, con sao thế này? Cha ơi, con sanh thành dưỡng dục con nắng mang, nhớ lời cha dặn, quỷ hoại tâm thần, trốn tránh cuộc đời là hèn nhát. Nhưng con đâu có trốn tránh cuộc đời, mà người ta đã hủy hoại cuộc đời con và bức tử con bằng độc dược. Giang Hương, Giang Hương, Hiền Đức ơi, chàng hãy tha lỗi cho em. Không, không, em không có lỗi gì cả. Bằng mọi cách anh sẽ tìm thuốc giải độc cho em. Đi, đi mau đi em, đi mau đi em. Không, không còn kịp nữa đâu chàng ơi, đã muốn rồi. Không, không, Giang Hương, mảnh lụa này em đã dệt xong để may áo cưới cho chàng, áo cưới tân lang trong ngày hôn lễ giữa đông sang. Em tặng anh chiếc áo tình thương, chiếc áo cơ hàng. Như có em gần anh, muôn đời không xa lìa, chờ ngày du quy anh đón em. Chiếc áo quá, chiếc áo muôn màu. Nắng lên cao đang dục anh cất bước, kẻ người đi luyện nhớ ân tình. Ta hứa bao lời thương, muôn đời không thay lòng, nguyện rằng phòng ba không cách xa. Nà kiếp qua Giang Hương, Giang Hương. Hỏi cao xanh chính tầng mây có thấu cho cảnh đau thương của muôn vạn dân đêm đen quằn quại tan thương dưới lũ
tàn. Chúng đang no say phè phòn trên đau khổ của người dân lương thiện bằng hàng. Gian thương ơi gặp lại nhau đây, nhưng ta nào nói được với nhau những nỗi đắng cay của bao ngày xa cách. Giờ đây còn lại mình anh, mai kia một nọ thân thờ đi tìm bóng hình em mà bãi dâu sắc hay bên bờ sông em mà. Nhưng nào có thấy em mà chỉ thấy có mây trời nước dài lặng lẽ dưới chân cầu. Thượng dân lệnh chúa tân cung con là tròn câu tần tử, không ngờ tân cung con là cha tử cách nghĩa diệt tình thân. Tâm lửa của con đã vỡ sông trong những ngày còn ở quê hương đầm ấm. Con hy vọng mài áo cưới cho chồng, nhưng giờ đây mảnh lửa đều quấn sát lấy con rồi. Tay lửa tan lệ để vùi chôn con như ba tấc đất, hồn con đâu đây còn phản bất cỡ lực cha già thề rửa hận cho con. Giang Hương ơi giờ đây chúng mình trình diện xa nhau, hỡi bão tố hỡi chốt giam hỡi mây mù u ám, chúng mày không thể đè bẹp được trái tim sục sôi thù hận. Ta thề không đổi chung trời với lũ ác vàng. Hiền đức, con định đi đâu? Con đi trả thù cho Giáng Hương. Đúng, thù này phải trả, nhưng dục tốc bất đạt. Bây giờ con hãy đưa thi thể Giáng Hương về cổ công tử mai táng. Và nhớ đem bầu độc dược này về báo cho ba mẫu hay rằng Giáng Hương đã bị bất tử chết rồi. Mọi việc ta còn đợi lệnh của ngài Tô Thái Úy. Đi đi con. Bẩm lão tướng, tội tôi đáng chết, vì lão tướng hãy giết chết tôi đi. Theo lời con lão, ngươi không có tội, mà kẻ có tội là... Một ngày nào đó, nếu ta cần đến,